Rồi hôm nay là ở nhà được nghỉ, dạy cháu tập tô các nét cơ bản. Hành trình tìm con chữ của cháu rất là vất vả đây ông bà cô chú ạ. Thế bây giờ là cháu đã tô được một số nét rồi, nhưng mà nét tô của cháu vẫn còn chưa có đạt được đẹp mà vẫn còn ngoạch ngoạc. Bà cháu sẽ dạy cháu để cho cháu tập tô cho nó quen đây này ông bà cô chú ạ. Cháu viết nét bụng dưới. Thế nào cháu lại phát sinh ra cái đuôi nhỉ? Làm gì có cái đuôi chạy dài xuống gần dưới đâu. Chỉ có đến đây là cháu vong lên chứ đây nha. Đây nha, đặt từ đây nha. Chứ không có thêm cái nét ở dưới này nhớ chưa? Nét móc ngược. Nét móc ngược. Đúng rồi. Bà ơi, hôm nay bà mua làm món thế. Thế, con thử giới thiệu thực đơn cho ông bà cô chú cùng xem nha nào. Bà ơi, đây là con gì đây? Đấy là con gà mái con ạ. Cô Quý vừa mang sang cho nhà mình đấy. Đây là chân giò nướng à bà? À đúng rồi, chân giò nướng. Bà đây là cá à? Cá đấy. Cá con có biết là mua từ đâu không? Mua ở hôm trước bọn con đi sầm sơn bọn con mua. Đúng rồi, hôm nay để tủ đá mới ăn. Rau muống bà hãy vườn nhà mình à? Đúng rồi, rau muống là hãy vườn nhà mình đấy. Rau rất là ngon. Hôm nay bà sẽ làm các món ăn này để bảo chú với thím và ăn cơm nhá. Thế bây giờ con đi tắm để cho nó mát nha, để bà làm ăn nhá. Vâng ạ. Thời tiết nắng nóng quá. Thế là bà cháu trông nhau ở nhà, giờ mới gọi cả nhà, gọi cái cô giáo cô ấy bán gà cả nhà. Thế là cô ấy mang sang cho một con gà mái. Bây giờ là sẽ cho con gà mái này bà để luộc. Và đây là chân giò nướng. Đó, ăn không hết từ hôm qua thì hôm nay là cho vào tủ đá cả nhà. Tí nữa mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu là mình sẽ nướng qua. Còn đây là cá thu từ hôm cháu nó đi Sầm Sơn về, thế là chưa có đã ăn. Bây giờ là mình sẽ cho gà vào để rửa lại cả nhà. Gà đã rửa sạch rồi, cho vào bếp để luộc. Luộc gà cùng với rán cá luôn. Nóng nơi là mình phải gióng hai bếp lên để làm cho nó nhanh. Cá cho vào để rán. Sẽ cho xả gừng vào để luộc với gà cả nhà. Cá thì mình đang rán hai khoanh rất là to ra cả nhà. Gà của mình luộc cũng đã sôi rồi cả nhà ơi. Đó, mình cứ đun ở đây. Chắc gà này thì mình phải luộc ra ra thời gian một tí. Cá này phải rán thật vàng, sau đó sốt cà chua và xả nó mới không có tanh cả nhà, rồi thì ngon lắm. Cá của mình rán cũng đã vàng rồi cả nhà. Bây giờ sẽ cho cà chua vào để sốt. Mình sốt luôn đến nơi thì không có sốt riêng cà chua này. Ông bà cô chú nhìn cháu này, bây giờ đã gần đến bữa ăn cơm tối rồi lại ăn xúc xích. Hả? Đi lên nha cho nó khuấy nóng, nhưng dưới bếp nên nó bốc mùi lên nóng lắm nha. Đi đi. Mình đã cho cà chua vào để sốt cung rồi cả nhà. Đó, chờ cho cà chua chín mềm là nữa mình sẽ cho thêm một chút nước vào để thế là mình kho thật là lâu, thật là kỹ thì nó sẽ thơm ngon, không có vị tanh mà rất là ngon cả nhà. Cho một ít nước vào nhưng mà phải cho nước sôi cả nhà thì nó sẽ không bị tanh. Cứ thế này là mình đun lúc nào mà nó sền sệt cái cà chua là ngon lắm đây cả nhà. Cho thêm một nhúm hành vào cho thơm cả nhà. Đó là tắt bếp. Đó, sên sệt rồi. Mình cứ lật lên lật xuống cái này, thấm mắm muối cay chua. Đó, ngon quá. Sáng mình đã hái là để đến tối, thế nhưng mà chưa ba cháu thì bà thôi ăn rau muống. Thì hái thêm chừng này thôi nữa thôi cả nhà là đủ ăn. Mình sẽ luộc rau muống, sau đó sẽ cho vào để xào cả nhà. Trong khi chờ đợi rau sôi thì mình sẽ cho cái thịt chân giò này ra để nướng lại là ăn thôi cả nhà. Qua các cháu nó mua nhưng mà tưởng là bố về, rằng là bố lại không có về, thế là lắm đồ ăn quá. Ăn không hết, hôm nay cho vào tủ đá. Bây giờ sẽ nướng lại.
thì làm nóng là để cho 10 phút với nhiệt độ là 180 độ. Thế là hầm nóng tí nữa là già giòn vàng ngon. Cho mỗi quả sấu vào. Nóng quá rồi cả nhà, không có đắp tỏi được tiếp gì cả. Có mùa nóng này ăn tỏi cũng nóng lắm. Rau xào của mình cũng chín rồi. Cá của mình cũng chín rồi, cho luôn ra đĩa. Làm hai đĩa để cho các cháu nó ngồi rộng, cho có chỗ gấp. Vi ơi, mời cả nhà ăn cơm cả. Này nóng quá. Thế là làm đồ ăn cũng hơi muộn muộn để cho nó khỏi nóng. Thế là đến bây giờ cũng đã được ăn rồi. Mời ông bà cô chú ăn cơm nha. Hôm nay là có món là dưa lưới này. Có thịt gà, có rau muống. Có chân gà, chân giò nướng. Đó, có cá sốt cà chua và xả đây. Thế Vũ Gia Huy của bà đang uống coca. Thế mời ông ba cô chú chưa nhỉ? Messi à? Thế mời ông ba cô chú chưa? Ừ rồi, quá. Thế thằng em mời chưa? Ôi trời thằng em đang nhìn máy quay của bà. Ôi trời thằng em đang nhìn đây đây, đó thấy chưa? Mai kia cũng bảo là mời ông ba cô chú nhỉ? Ôi trời ăn cơm với ba nhá. Thấy đông đang nhìn. Cháu thấy đông ông ba của chú ạ, thế là cháu đang nhìn đây nè. Ôi trời ơi, rồi quá, cháu đang nhìn mày quay. Thế mà cháu không được ăn đây nè ông ba của chú ạ. Nhỉ. Thế mới thương chứ nè nhỉ. Nhỉ. Sáng đây mới ba. Em bé ngồi đây để ăn cơm mấy ba nha. Na. Út cả ơi, cậu uống coca Messi với ba không? Anh nó bảo thế. Ngon quá. Em uống coca Messi với ba đấy. Nhì. Đây này, cơm với ba đây này. Bé ơi, em ơi, Vũ Ra Minh ơi, ba cứ cơm với này. Đấy, anh Huy ngay trước đó, ba cứ kép vào đây để ăn. Đó, ngồi im để cho ba ăn. Thế xem đồ ăn của ba. Đó. Ừ. Bếm mai kia nó biết cao lên, nó cao đồ ăn của ba đấy. Nghe. Gắp cái miếng thịt ra ba. Ba ăn đồ ăn ngon chưa? Thịt gà thì này thì em được ăn chưa? Hôm nè, ăn 1, ăn 2 nha. Ăn 3, ăn 4 thì cho ba ăn nha. Đói. Ôi trời, em đang xem tay. Cho tí nó canh nó muống vào đây. Bà ăn đã xong. Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần thì tất cả mọi người đi làm có được về sớm không? Nhà mình thì các con hôm nay là được về sớm làm đồ ăn. Bà các con ra ăn tập trung cho vui. Ông ba cô chú ạ. Nó nóng quá. Tận tối mình mới quyết định là điện để mua gà. Vì là nó nóng quá, cứ ngồi trong nhà nên là người ấy ra ông ba cô chú ạ. Ba cháu ngồi ngủ mãi tầm 3:30, 4 giờ. Thế là cứ ngồi ở trong nhà, ngó ra ngoài sân. Vẫn thấy nắng chói chang ở ngoài sân. Thế là không có đi ra khỏi nhà. Cháu bảo là ba ơi cho con đi ra sân kho. Và giờ đi ra sân kho thì chỉ có luộc ở ngoài con ạ. Thế là cho cháu ở nhà. Sáng hôm nay là có học bài một lúc. Tô được mấy bài Huy nhỉ? Gia đình nhà tôi tập trung cái nơi này. Vui chưa? Ông bà cô chú ơi. Ê, bảo các con bảo là thôi thì giờ có gia đình riêng rồi ăn riêng. Nhưng mà thỉnh thoảng có công việc gì thì tập trung lại ăn uống để cho nó gắn kết tình cảm anh em. Những đứa mai sau mà đứa nào mà kinh tế mà có
yếu hơn một chút thì phải anh có thì hỗ trợ lẫn nhau để cùng kéo nhau lên để cho nuôi dạy các con cho nó tốt thì là bố mẹ phấn khởi nhất nhỉ. Ông bà cô chú ơi, cháu ăn xong rồi cháu ngồi trên ghế mấy ba để xem cả nhà ăn cơm hôm nay, thế là thấy đông và cháu cũng thích lắm. Nhìn hai mắt bồ câu trâu của cháu ra đây, ơi nhỉ, hai mắt bồ câu trâu đây đấy. Ô đấy, cháu chuyển đây, cháu đang thở dài đấy, hay là thời tiết nóng quá mà cháu đang thở dài đấy ha. Chân nào tay ý đây này ông ba cô chú ạ. Đấy ông ba cô chú ơi, cháu đang tóc quay phim đấy, cháu cầm máy quay cháu quay đấy ông ba cô chú ạ. Con đang ăn cơm đó vui quá. Con không đây là chú mì thím. Anh cả anh hai kìa, nhà tôi đó. Thế hệ tương lai đã được nhân bản lên ba người rồi. Đấy anh Huy đang rủ em kìa. Anh Huy cho em ô tô kìa. Ôi rồi, anh quý quá cho em ô tô. Thế mà em có đặc biệt gì đâu mà cho em ô tô nhỉ. Ô hôm nay nó không la bạc binh nhỉ. Huy nhỉ, nay em bé không la bạc binh nhỉ. Mới giờ thì ăn. Cho nó về nó mới ngủ rồi nó ngon. Cho nó bỏ quà một giấc à? Không. Em phải ăn quẩy đi. Em phải ăn gì? Đình nhà tôi bây giờ là thế hệ tương lai đó. Nhân bản được ba rồi, anh lắm. Không có mới này mà lại 4 năm đến nơi chứ không? Hơn một cái lớp mẫu giáo nhỏ ở trong gia đình này ông ba cô chú ạ. Đấy, ăn uống xong xuôi rồi với ông ba cô chú ạ. Nóng quá là cả gia đình tập trung ở cái phòng nơi để cho mát thôi, chơi với cháu này này. Cả nhà gọi cháu đến giờ ngủ rồi mà hôm nay không có khóc khiếc gì. Vẫn đang chơi đấy ông ba cô chú ạ. Đấy, thích chưa? Thích quá nhỉ, nó đang nhìn ba đấy. Vui chứ ông bà cô chú ơi, thế nơi là hạnh phúc nhất thế ông bà cô chú ạ. Mặc dù là có tí cái đồ ăn gì không còn về cao sang, nhưng các con cứ tập trung lại thì nơi là đông vui, vui lắm cơ. Bố mẹ cũng thấy phấn khởi. Thì dù làm mệt đến mấy cũng vẫn thấy mệt, cả nhà vẫn thấy vui và thấy phấn khởi. Đấy, cả nhà tập trung đông vui quá. Ông đi từ hôm qua đến nay mới về là cũng nhớ cháu quá đây này ông ba cô chú ạ. Đấy. Thế cháu ở giường mãi thân ngoài kia, ngoài xóm ngoài, nhưng mà bà ở nhà nhớ thì cứ phải lượn ngày mới vong nè. Về để em ngủ đi. Hả? Đi về nha. Bây giờ cho biết cha ông ba để về nhỉ. Đi về để ngủ thôi, chẳng buồn ngủ rồi. Chào ông bà. Cháu chào ông bà. Đấy, đến giờ ngủ của cháu rồi đấy. Cháu về đây nhỉ. Về nhà, bye bye. Và cái lễ video của gia đình nhà mình đến đây cũng đã dài thì xin kết thúc nha. Bye. Về nhà. Ừ.